xương là khoảng 4 đến 50 phần. Tại vì sao, trong dàn diễn viên phim này quá hùng hậu luôn, cho nên là em tặng là cho ekip phim đó nha, diễn viên này nọ, khách mời là 40 bó hoa như thế này. Em mua nhiều có được để sĩ không anh? Thôi thì tài trợ luôn, 40 bó nhé. Dạ? Anh tài trợ luôn 40 bó nhé. Cái gì anh? Anh tài trợ luôn 40 bó. Anh nói gì anh? Anh tài trợ luôn 40 bó. Em chưa nghe. Anh nói gì? Thì anh tài trợ luôn 40 bó để tặng nghệ sĩ. 40 bó hả? Ừ. Anh thiệt cái giỡn vậy hả? Em nói thiệt mà. Xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Còn vài ngày nữa thôi là diễn ra cái buổi họp báo của bộ phim Về Nhà Ăn Tết. Thì hôm nay sau khi đi quay về giờ này đã là gần 9 giờ rồi, tới 9 giờ tối rồi mà Trâm mới đi quay về, cho nên là Trâm quyết định là tìm một cái tiệm hoa nào đó để mà ghé, để mà mình mua, mình chuẩn bị cho cái buổi họp báo. Bản thân Trâm thì mọi người cũng biết là khi mà đi quay á, lo cho mọi người từng miếng ăn, giấc ngủ, tất cả mọi thứ, cho nên là cái ngày họp báo cũng là một ngày rất là quan trọng. Mình muốn cảm ơn tất cả các diễn viên, các ekip, cho nên là mình sẽ chuẩn bị một cái một bó hoa thật là tươi thắm để mà gửi tặng tới cho mọi người nhân dịp Tết 2021 luôn. Bây giờ thì tiệm này rất là gần nhà Trâm luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô mình mua nha. Đó. Hello anh. Dạ thì em vô tiệm hoa em phải mua hoa chứ hả? Dạ. Chị khẩu trang đúng không ạ? Ủa sao anh biết em hay vậy? Anh bị khẩu trang mà. Nghe giọng là ngại. Nghe giọng là nhận ra rồi. Có phim. Dạ. Anh có coi YouTube em không? Có. Đăng ký kênh luôn mà. Trời ơi, anh thấy mình anh ngượng ngùng. Dạ. Anh là chủ ở đây luôn hả? Mình chủ đây. Shop Hoa Tươi online. Thật ra thì em lướt Facebook á. Em lướt Facebook cho nên là em thấy shop hoa của mình có nhiều cái bó hoa đẹp mà giá rất là phải chăng luôn, cho nên là em mới tìm cái địa chỉ rồi em tới đây thử. Thì thật ra là ở tiệm mình là mình chủ yếu mình bán online đúng không anh? Đúng rồi, chủ yếu là bán online. Chờ em xíu nha, chờ em xíu, không có đem mic theo nè để anh nói để không nghe nữa. Rồi anh cho em quay nha, mà em xin phép em quay đi YouTube được không? Được. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Thì nay thì mình họp báo tặng nghệ sĩ hả? Dạ đúng rồi, em họp báo á. Thế thì lấy mấy mẫu hoa báo anh, nhưng mà cho em hỏi là ví dụ như thường là buổi họp báo thì mình tặng hoa gì là nó sẽ đẹp nhất? Hoa hướng dương hoặc hoa hồng là sẽ đẹp nhất. Hoa hồng giống như cái bó này đúng không anh? Đúng rồi. Xinh quá nè. Đây. Rồi. Một bó hoa rất là nhỏ nhắn cho xinh. Mọi người biết là bao nhiêu phần không? Xương là khoảng 4 đến 50 phần. Tại vì sao, trong dàn diễn viên phim này quá hùng hậu luôn, cho nên là em tặng là cho ekip phim đó nha, diễn viên này nọ, khách mời là 40 bó hoa như thế này. Em mua nhiều có được để sĩ không anh? Thôi thì tài trợ luôn, 40 bó nhé. Dạ? Anh tài trợ luôn 40 bó nhé. Cái gì anh? Anh tài trợ luôn 40 bó. Anh nói gì anh? Anh tài trợ luôn 40 bó. Em chưa nghe. Anh nói gì? Thì anh tài trợ luôn 40 bó để tặng nghệ sĩ. 40 bó hả? Ừ. Anh thiệt cái giỡn vậy hả? Em nói thiệt mà. Em mới vô thôi đó, anh chơi sộp quá vậy? Đúng rồi, phải ở với diễn viên như em thì phải chơi sộp chứ là sao. Dạ, cho em bắt tay cái đi. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 92. Anh 92? Ừ. Dạ, vậy từ nay là em lớn anh 1 tuổi. Trời, thiệt bất ngờ luôn á, thiệt sự luôn á, là ngày mình chỉ là mình lướt coi trên Facebook là mình thấy. Hôm bữa trước là em có đặt một bó hoa tặng cho bên anh Coleman Kitchen. Đúng rồi. Là ở bên mình đúng không? Cái lãng hoa khai trương. Đấy chưa, bữa Trâm đặt lãng hoa là tại vì Trâm thấy lướt thấy trên Facebook là shop Hoa Tươi online mà Hoa Tươi 9x nữa, mình muốn ủng hộ cho những bạn trẻ mà muốn gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, cho nên là đặt ảnh một lãng hoa, chị Thanh Thánh Thiện một lãng hoa để gửi cho anh Coleman Kitchen. Rồi hôm nay mình ghé qua đây để mình lựa hoa cho họp báo. Cái anh tặng luôn 40 bó vậy đó, chơi lớn quá à. Anh ơi, 40 bó mình lựa sao không được hả anh? Thì lựa sao cũng được. Dạ đấy, cho em 40 bình nha. Cái này tặng nghệ sĩ không có chỗ mang về đâu. Thiệt luôn á, cái này mà đem tới chở nguyên một cái xe tải tới luôn á. Đó, thường một bó hoa như vậy xinh quá anh ha. Xinh cũng, đẹp ghê hoa hồng. Bạn cũng đang bó hoa trong kia kìa. Anh cái bình này nhiêu vậy anh? Bình này rẻ mà, có 1 triệu thôi. Ủa, 1 triệu hả? Ừ. 1 triệu là rẻ chứ còn gì nữa. Em về quê em mua 1 triệu là không được bình bự như vậy đâu. Mà này là nụ tầm xuân đúng không? Đúng rồi. Đây, còn bánh nha, cái bình nhỏ này nhiêu vậy anh? Cũng déo loanh quanh là 800 đến 1 triệu thôi. À, nhưng mà cái này là cái mẫu mã nó nhỏ hơn rồi, nó màu một màu đúng không? Đúng rồi, cái này hai màu. Dạ. Yeah. Anh ơi, em mới về đĩa xong em thấy rồi. Hoa tiền. Hoa này hoa đồng tiền á anh? Không, này hoa là bằng tiền mình gấp. Thì mình gọi là hoa tiền. Hoa đồng tiền nó khác nữa kìa. Không, em gọi là hoa tiền. Rồi hoa tiền. Dạ, hoa tiền trong đây có bao hồng hả? Đúng rồi, này. Mình là tiền thiệt đúng không? Tiền hay tiền thiệt, hoa bây giờ hoa dễ. Bây giờ dạ thôi đi. Cái bó này nhiêu tiền anh? Cái bó này hả? Bó này không biết nhiêu tiền nữa. À, nói chung nó cũng rẻ đúng không? Tại vì 5.000 là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 để cho nó quanh quanh là khoảng 200.000 đó. Bây giờ anh đổi cái tờ 500 cho em đi, anh tài trợ cho em 40 bó được, anh chịu không? Thôi đó để đi bụi đó. Ý, gì anh? Bó này nữa hả? Anh chỉ bó này nữa hả? Anh chỉ bó này mà tại vì nó ở trên cao quá cho nên em không có thấy. Đây đây. Dạ. Hôm bữa là Trâm có mua ủng hộ, mua online rồi, đặt một bó hoa rồi. Wow, xinh vậy? Đây hoa baby. Mua xinh quá ha. Cái này mình để khô cũng được luôn đúng không anh? Đúng rồi, hoa baby này để khô được. À, màu đẹp quá ha. Cái này hình như nó có màu tím này nọ nữa. Đúng rồi. Thật ra thì khi mà Trâm trong đầu mình cũng tưởng tượng đó nha, là mình tới đây sẽ là một cái shop hoa mà hoa quá trời hoa luôn. Nhưng mà tại vì mình đặt online ở trên đó là mình thấy những cái bó hoa mà núp lên nó rất là đẹp. Còn ở đây là mình thấy đơn giản vậy là tại vì anh nói là chủ yếu anh bán online cho nên không có trưng nhiều hoa, với lại hoa tươi là chủ yếu cho nên là về bao nhiêu là anh bó cho khách hết luôn. Wow, giờ mình sẽ đi lựa cái trên kia rồi. Dạ hoa lan nữa hả? Thôi hoa lan ấy không kịp đâu, với lại hoa lan họ tặng trong cái ngày họp báo thì nó lại không hợp. Mình có hoa mặt trời không anh? Hoa mặt trời là hoa hướng dương bạn đang bó rồi. À hoa hướng dương á. Okay, à. Bó rồi. Wow wow wow. À chào anh. À, mình đang bó cái bó này cho khách luôn á anh? Đúng rồi, đang bó cho khách. Wow. Bó này hộp báo là quá đẹp luôn á chị ha. Trời ơi, anh có quyết định lại không chứ em thấy 40 bó mà anh bó hoa cỡ này là chết luôn á. Thì anh nói mà anh tài trợ hết 40 bó mà. Nhưng mà tại sao lại có ý định tài trợ cho em vậy? Thì coi phim. Anh thích em hả? Anh yêu em không? Không yêu, thích thôi. Chỉ có những người yêu nhau mới tặng hoa cho nhau thôi, anh tặng em 40 bó luôn rồi. Đâu, anh tặng nghệ sĩ mà. Thì em cũng có em trong đó mà. Không lẽ anh yêu hết 40 người luôn hả? Thì có sao đâu, yêu ở đây là yêu thích. Đúng không? Thiệt thà dễ sợ luôn á. Mà anh mở shop được bao lâu rồi ạ? Cái này thì mở được 2 năm hơn. 2 năm hơn rồi hả? Dạ. Quá giỏi luôn á trời. Hồi đó là anh có đi học hay là cái này là cái niềm đam mê của mình? Thì đam mê rồi mở ra thôi. Vậy hả? Chứ không học hành gì á. À, không học hành gì luôn mà mình mở ra luôn hả? Ừ. Cái này là em nghĩ là năng khiếu á, thuộc về năng khiếu. Như giống như em nào, trước em cũng thích cắm hoa lắm mà em cắm chất quất à. Cho nên là thôi bỏ luôn. Bây giờ mình sẽ coi thử là cái bó hoa mà hoa hướng dương ảnh bó thử là khi mà nó hoàn chỉnh thì nó sẽ đẹp như thế nào nha. Wow. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm đó anh không cần phải không có cần thêm hoa hồng này nọ nhiều nữa đâu, em sợ tốn tiền quá anh quá à. Tội nghiệp anh chỉ cần bó, tại vì thực ra là cái ngày mà anh biết cái giấy mà cái giấy màu nâu nâu không, hoa hướng dương mà cái bó mà người ta làm mà cái giấy mà đúng rồi giấy này nè mà nó thường nó có chữ á, cái anh chỉ cần bó hoa hướng dương xong rồi cái cho thêm mấy cái bông này nó vô là đẹp rồi, chứ hoa hồng vô nữa hoa hồng mắc tiền lắm. Ừ, rồi nói chung là để bên anh sắp xếp ra không sao đâu, sẽ đẹp, chắc chắn dạ. Là sẽ đẹp. Dạ đương nhiên rồi, trời ơi shop hoa tươi ủng hộ mà. À, cho em cái cạc với lại số điện thoại đi, mình có ở đây không? Dạ có. Đợi tí, cái túi rồi. À đến đây đúng nè. Hoa tươi 9x trao gửi yêu thương là shop của anh đã được mở được 2 năm rồi, có trên Facebook và bên bay luôn nha mọi người. Bữa trước Trâm có đặt 2 bó hoa online xong rồi cái Trâm qua đây tại cũng gần nhà Trâm nè. 1046 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình. Đó, có số điện thoại và cái trên đây luôn nha. Rồi cái gì Trâm về Trâm ghim cho mọi người nha. Đây à. Giao hoa miễn phí luôn hả anh? Trong thành phố Hồ Chí Minh là miễn phí, Hồ Chí Minh với lại Bình Dương là miễn phí. Anh miễn phí luôn á hả? Ừ. Vậy sao anh lợi? Em nói thiệt luôn á. Thì lợi ít thôi, làm vì đam mê mà. À, làm vì đam mê đúng không? Rồi hiểu luôn. Tặng 40 bó là cũng vì đam mê luôn. Không, miền nào cũng dễ thương chị. Nhưng mà tại vì á hả, ảnh biết em là miền Trung mà ở Quận Ngữ nữa. Mọi người nhớ ủng hộ ảnh nha. Quý khán giả nhớ ủng hộ Hoa Tươi 9x nha. Trao gửi yêu thương, mọi người chỉ việc lên Facebook mình search là Hoa Tươi 9x là nó sẽ ra. Lúc đó là mình ủng hộ cho ảnh nha. Và đặc biệt là ở trong Sài Gòn á, nội thành Sài Gòn là được miễn ship nè, Bình Dương cũng được miễn ship luôn. Thật ra một bó hoa mà ship đi là tầm á, mà đi vô quận 7 mà nhà bè là phải 50-60 ngàn, phải cái 100 ngàn, em nói thật. Mà anh cho anh phi ship như vậy rồi chịu sao nổi, rồi ai đi giao anh? Chung là anh trong công ty hết luôn hả? Đúng rồi, bên công ty em đi giao luôn. Bên mình có chi nhánh nào nữa không? Dạ. Có chi nhánh là cũng nhiều thành phố khác, ở dưới Long An rồi nào cũng có. Chung là mọi tỉnh thành được rồi. Là của anh hết luôn á hả? Cũng cổ phần thôi chứ không phải là à của... Giỏi dữ trời. Rồi một bó hoa là quá xinh luôn á chị, 40 người luôn mà. Chung bất kỳ tỉnh thành nào cũng có. Cái này Việt Nam tăng giao miễn phí và tăng thiệp và banner kèm luôn á, tặng miễn phí. À có nghĩa là tặng cả thiệp rồi này kia. Đúng là rồi, tặng kèm miễn phí luôn hả? Banner làm theo kèm. Rồi ơi, vậy là từ giờ trở về sau là em sẽ ủng hộ bên mình kịch liệt luôn, tại vì em nè, sinh nhật nè, thôi nôi nè, rồi á sinh nhật mà đâu phải sinh nhật một người đâu, sinh nhật người này người kia, rồi ngày kỷ niệm của người này người kia, rồi trời ơi nói hoài luôn. Đặt hoa một năm là đặt không biết bao nhiêu bó mà kể luôn á. Mà bây giờ một bó hoa bình thường đó nha, mà gọi là ở quê thì mình mua cảm thấy nó rẻ hơn là đúng rồi, nhưng mà ở trong thành phố có những cái nơi mà muốn mua một bó hoa đẹp như vậy là mấy triệu, có chỗ nó bán cả triệu bạc một bó hoa bự, nhỏ như này nữa cũng một triệu rồi 700-800 ngàn cả triệu bạc. Ủa cái gì của anh hết không vậy ta? Điện thoại của anh hả? Bạn gái anh nhắn tin anh coi đi chứ để người ta giận bây giờ. Giờ này chưa có bạn gái. Đây còn đọc còn toàn thân. À, đọc toàn thân luôn hả? Đọc toàn thân. À, cho chị Pate một cái đi, chị Pate có muốn đặt hoa gì cũng được. À là đây chị Pate nè, bên công ty nè, sự kiện này kia rất nhiều, đặt hoa liên tục luôn. Chị Pate sẽ là hỗ trợ ủng hộ cho bên mình, ngược lại em cũng vậy, từ nay em sẽ ủng hộ cho bên mình. Nhớ nha, hứa nha. Thiệt mà, tại vì vừa rẻ mà vừa gần nhà nữa, dễ luôn. Mai mốt anh chỉ việc giao qua nhà cho em, xong rồi cái từ đây qua nhà em có 3 phút 5 phút kìa. Xong rồi cái là em đi là em ôm theo luôn. Chứ khỏi cần phải giao đi cho chỗ khác xa, tội nghiệp mình tốn tiền ship. Sắp hoàn thành một bó hoa rồi. Chết rồi, cái này nó bị cầu kỳ luôn nè, bó hoa này. Chấm ngồi này. Tại vì cái bó hoa này là ảnh giao cho khách, cho nên là khách người ta đặt, cho nên là làm sẽ cầu kỳ như vậy. Còn bó hoa của hộp báo thì Trâm chỉ cần một cái gì đó nó đơn giản hơn, hoa mặt trời không, và nó xinh xinh là được rồi. Ngồi cho đỡ mỏi chân này. Dạ được rồi anh. Gói hoa là có một anh này, còn ai nữa không? Còn nữa. Anh có gói không? Ủa anh làm chủ anh không gói hả? Không biết gói. Anh giỡn với em hay thiệt vậy? Anh thiệt hay giỡn nè? Nghĩ giỡn hay thiệt? Em nghĩ là giỡn chắc chắn rồi, tại vì anh đã nói làm vì đam mê mà, nghĩ sao mà không biết có hoa trời. 40 báo đó là ngày bao nhiêu anh ngày mấy họp báo? Dạ ngày 3 tháng 2 em họp báo. Ngày 3 tháng 2 à? Ừ, ngày 3 tháng 2 tầm 10 giờ sáng hôm qua sẽ có. 10 giờ sáng là anh là tối nó anh làm luôn á hả? Ừ, có thể là buổi tối cũng có thể là buổi sáng, làm nhanh mà. Mấy anh em xuống là làm nhanh lắm. 40 báo lần đó anh. Ừ, 40 báo làm nhanh lắm. Yeah. Bữa đó tại em còn phải mất cúp lòng lộ nữa, chứ không là em qua đem quay 40 bó của anh rồi. Với là anh chỉ cho em bó luôn 40 bó luôn á, thật sự nó nhiều lắm á. Trời ơi cầu kỳ quá ha. Nhưng mà không có mấy cái này thì bó hoa nó sẽ không có cái sự mà gọi là lộng lẫy. Nhìn quá đẹp luôn, xinh. Nữa ha anh. Trời ơi. Bộ phim quay xong chưa? Dạ em quay xong rồi ạ. Em xong rồi em mới họp báo chứ ạ. À là khi nào khởi chiếu nhỉ? Dạ mùng 26 Tết. 26 Tết ạ. 26 Tết là dạ, tầm khoảng là ngày 8, ngày 7 tháng 2 à? Ngày 7 tháng 2 à? Dạ, là em sẽ chiếu tập 1. Chiếu ở rạp hả? Dạ không, chiếu kênh YouTube của em chứ. Ủa, sao không chiếu ở rạp? 3 tháng 2 là mình họp báo, là mình sẽ chiếu một cái tập một cái đoạn nhỏ cho khán giả với lại nhà báo coi ở đó. Ngày hôm đó là sẽ có nhà báo nè, có anh chị em diễn viên nè, khách mời là diễn viên nè, rồi nhà tài trợ nè, rồi ekip nè, khán giả nè, fan của em nè, sẽ tới cái buổi họp báo đó để mà mình dự, rồi mình coi trailer nè, rồi mình coi những cái thước phim mà tụi em đó chắc lọc ra của nguyên một bộ luôn để coi trước, để cho mình kiểu giống như mình giờ gọi là gì ta, thông cáo báo chí á. Teaser. Dạ. Cái này bên em tại Đức có tham gia buổi họp báo không nhỉ? Có chứ, đương nhiên rồi, phải mời chứ nhờ. Giờ không có giấy mời ở đây, chắc rồi giấy mời bên em là thiệp online. Nói chung là một hồi nữa em sẽ gửi cái thiệp mời online qua cho mình nha. Okay. Anh tài trợ cho 40 bó hoa lận mà phải mời anh đi chứ. Wow, xong rồi anh. Xong được rồi đó, trời ơi cầu kỳ dã man luôn. Mà quên, mình quên. Cái này không phải của họp báo mà của khách đặt, quên. Em quên, anh làm cho đẹp nha anh. Em mới đi quay về luôn á, tại vì thấy tiệm mình cũng gần đây á, cho nên em tranh thủ em chạy qua em coi em đặt như thế nào luôn. Đây bình thường thì mấy giờ mình đóng cửa anh? Đến tầm 10 giờ đến 12 giờ là đóng cửa. Ồ, khuya dữ vậy luôn hả? Một số bạn mà đi chơi người yêu là cũng hay tặng hoa khuya lắm. À vậy hả? Mới biết luôn. Cuộc đời mình không có ai tặng hoa mình giờ nào mà sau 8 giờ tối hết trơn trời. Nhà gần đây thì ít bữa nữa anh tặng cho bó. Dạ? Nhà gần đây đúng không? Thôi em không lấy bó, em lấy 40 bó rồi. Lấy lần lấy 40 bó luôn á. Nó khác nhau mà, em bảo là chưa ai tặng hoa sau 8 giờ tối không? Thì bữa sau là sau 8 giờ tối. Nhưng mà nãy giờ em thấy mấy câu này của anh giống như anh muốn lái máy bay hay sao á. Máy bay nào đâu ra. Em 91, anh 92, anh rồi em thấy anh có màu muốn lái máy bay, anh cười gì? Anh cười gì? Tại sao anh cười? Gái hơn 2 trai hơn 1 mà nói gì trời. Em hơn anh có 1 à. Hơn 1 cũng đỡ hơn 2. Hơn 2 nó mới đúng chứ. Nhưng mà hơn 1 cũng được rồi. À trai hơn gái 2 tuổi rồi gái hơn trai 1 tuổi hả? Ừ. Nhưng mà có ý định thiệt lấy máy bay thiệt đó hả? Đùa thôi. Ông chủ cũng dễ thương quá, cũng hiền queo à. Người ta có câu rồi, thiệt có thân xuất đàn bà, nên dăm bao tử vẫn là đàn em. Anh đọc lại anh cái gì anh? Thiệt cho thân phận đàn bà, hơn dăm bao tuổi vẫn là đàn em. Thiệt cho thân phận đàn bà, hơn dăm ba tuổi vẫn là làm em. À là làm em đúng không? Cho nên là anh phải kêu bằng chị đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em lịch sự em kêu anh bằng anh. Đúng rồi, thiệt cho thân phận đàn bà, hơn dăm ba tuổi vẫn là làm em. Thì đúng rồi. Cho dù mà hơn 3 đến 5 tuổi cũng phải gọi bằng anh, gọi em bằng em gọi anh bằng anh. Thì đúng rồi. Ừ. Thì nãy em mới nói là đáng lẽ anh kêu bằng chị đúng không? Nhưng mà vì em lịch sự rồi, bây giờ em làm con gái thì anh làm anh thì cũng được mà. Lúc nào làm em nó cũng sướng hơn là làm anh hết trơn á. Còn em trẻ hơn nữa đúng không? Đúng rồi, làm em vừa trẻ hơn nè, ví dụ như có chuyện gì hay là gì anh cũng phải nhường em thôi. Cái từ em lúc nào nó cũng sướng hơn là làm anh hết trơn á. Em trong phim Ngày Ăn Tết là gánh nặng của là gồng gánh anh Khương Dừa, quải chè đậu luôn. Hy vọng là quý khán giả sẽ ủng hộ bộ phim Về Nhà Ăn Tết nha. Trâm đang rất là háo hức luôn. Xong chưa anh nhờ? Để em tự bột nơ cho được không? Ủa cái này có vụ nơ không? Thôi của khách chị ơi, thôi đừng để em phá chị, để của khách. À chỉ được hả? À, nhà có nhiều nơi. Anh nói là nhà anh có điều kiện rồi. Dạ. Anh quê đâu anh? Ở đây em quê Nghệ An. Anh Nghệ An á? Đúng rồi. Anh vô đây bao lâu rồi anh? Em vô đây làm hoa được 5 năm rồi. 5 năm rồi ạ? Kinh nghiệm trong nghề 5 năm rồi. Anh Tết này có về quê không anh? Dạ không. Sao vậy anh? Dạ vì quê em vào trong này hết rồi. À gia đình mình vô trong đây hết luôn hả? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà không còn ai ngoài đó luôn á? Dạ không. Hiền quá ha. Dạ không. Rồi làm cầu kỳ quá ha. Anh làm là cũng gì đam mê đúng không anh? Đấy là mình đam mê, yêu thích mình làm. Dạ. Thực sự là đúng thiệt đó chứ, mình không nghĩ là hai người con trai mà có thể mà khéo léo này mà bó từng bó hoa rồi quấn từng cái nơ, ngay cả bản thân nhiều bạn nữ chưa chắc gì đã làm được những cái này. Bạn nữ ở đâu xa? Bạn nữ ở đây nè. Em hả? Thì em làm không được đẹp nhưng mà làm cũng được được, còn đỡ hơn bà Thanh Nín Điện. Bà Thanh Nín Điện là không bao giờ đụng vô mấy cái này nha, chỉ làm những cái việc giống như là gì ta, liệt gì mà manly rồi nọ kia, giao tiếp. Chị Thanh Nín Điện là giao tiếp này kia. Chứ giờ, còn giờ, để giờ làm hoa thì thôi bỏ đi. Nói không tin đâu, giờ thử buộc cái nơi này nó mới tin nè. Em hả? Ừ. Nãy giờ em nhìn ảnh em thấy biết làm rồi đó. Lấy nữa buộc nha, buộc xấu là phải đền nha. Dạ trời ơi. Đối với em là chuyện nhỏ luôn. Này, cái này là cũng phải mình tự làm vậy luôn á anh. Giờ học phải cắt cái cọng này là nó dài, mình sẽ cắt ra rồi mình sẽ gắn vào, mình dán lại. Rồi dán lại để khi mình cắm vô cái bó hoa cho nó cao lên đúng không? Ừ. Cầu kỳ quá ha. Đây em cột nơ cho nè. Để anh coi thường em quá à. Giờ có mỗi gì cột nơ không cột cũng xong nữa là thua rồi. Nữa hả anh? Chưa hết luôn hả? Trời ơi, một bó hoa cầu kỳ quá nè. Làm để khách còn quay lại nữa chứ, làm để khách đi luôn sao được. Dạ đúng rồi, mình 2 năm trong nghề rồi là hiểu rồi. Trong nghề thì nhiều năm mà mở tiệm 2 năm thôi. Dạ. Em làm cái này nó dễ ồn chứ có gì đâu mà. Trời, cái chân. Hoa ngồi nguyên. Em có nghe người ta nói là thương hoa tiếc ngọc không? Cái này nhà em nhiều nơi chứ giúp thoải mái. Nhiều nơi nhiều hoa lắm. Cột giống bánh tét, cột cái quê mẹ tính làm. Đó. Cái này là giống quán bánh tét này về quê. Cái quán nghề này chị nè. Chết cha rồi sao em thấy nó bị kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Không, em thật sự là em mà làm mấy cái diện gì mà nó đàn ông, chứ còn mấy cái bông hoa lá cành này thì cái... Rồi vậy thôi. Xong rồi. Anh làm cái gì nữa vậy? Cho nó chặt hơn. Cắt bớt đi rồi đâm vào tay của khách thì khách cầm. À đâm vào tay của khách hả? Cắt nó. À. Thôi chị em không có nhu cầu học cắm hoa đâu. Em khổ lắm, em học cũng vậy à. Tại vì cái này thì nó thuộc phần về năng khiếu, chứ còn mà cắm đại vô bình thì ai mà cắm không được. Nhưng mà cái vấn đề cắm để mà gọi là thẩm mỹ, để mà đẹp á, thì cần phải có năng khiếu thật sự, với lại còn có thời gian nữa. Ui xinh quá à. Cho em mượn nha, chị khách ơi cho em mượn nha chị. Đó. Bộ chụp hình lại. Rồi anh chụp hình với em không anh? Chụp cho em một tấm ở đây luôn đi. À thôi để em chào quý khán giả đã anh qua đây chào quý khán giả đi anh. Chào quý khán giả nhé. Dạ, mà thật sự là nãy giờ em xin lỗi anh luôn á. Em nãy giờ em cứ tưởng anh là tên là Hoa Tươi không à. Anh tên gì ạ? À? Tên Minh. Anh tên Minh à? Ừ, tên Minh. Dạ, rồi cảm ơn anh Minh cũng như là shop Hoa Tươi 9x trao gửi yêu thương. Đó, số điện thoại là ở đây nha mọi người, 0799060996. Mọi người có thể search lên Facebook là Hoa Tươi 9x là nó sẽ ra nha. Và ủng hộ cho anh nha. Dù sao thì ngày hôm nay mình tới đây mình mua hoa, mình được tặng những 40 bó thì đó là một cái niềm vinh hạnh và cũng gọi là một cái sự hỗ trợ rất là đắc lực luôn á. Tại vì 40 bó hoa trong cái ngày họp báo mà đâu có chuyện đơn giản đâu mà anh tài trợ như vậy là rất là vui vẻ. Cảm ơn anh ạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Chúc em thành công ở bộ phim nha. Dạ rồi nhớ ngày 3 tháng 2 đi họp báo nha. Rồi ok. Dạ rồi nhớ bữa đó lên đồ đẹp đẹp nha, đồ vest rồi nha. Bữa đó em bận cái đầm màu đỏ, anh bận màu đen đi. Cái mình đứng với nhau mà chụp hình nó tưởng cô dâu chú rể luôn. Tính nào. Ok không? Rồi xin chào quý khán giả. Thấy chưa? Thấy tội chào mà hiền dễ sợ luôn.